Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tuần qua, nước này đã thực hiện tổng cộng 49 cuộc tấn công Ukraine nhằm đáp trả những vụ tấn công xuyên biên giới trước đó của Kiev trong thời gian bầu cử Tổng thống Nga. Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3, quân đội Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công đáp trả bằng vũ khí không kích tầm xa, trong đó có tên lửa siêu vận âm Kinzo, các hệ thống tên lửa khác và máy bay không người lái để đáp trả những vụ pháo kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga và những hành động nhằm kiểm soát các làng biên giới của chúng tôi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 22 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các cuộc tấn công đã phá hủy trung tâm chỉ huy quân sự Ukraine, cơ sở hạ tầng sân bay, xưởng sửa chữa vũ khí và trang thiết bị quân sự, kho chứa máy bay không người lái, xuồng tự sát của Hải quân Ukraine, căn cứ hỗ trợ hậu cần và địa điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Đây được coi là vụ không kích lớn chưa từng có của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm. Theo giới chức Ukraine, ít nhất 10 khu vực của nước này đã bị tấn công. Vụ tập kích đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hơn 1 triệu người phải sống trong cảnh mất điện. Ukraine và các nước đồng minh phương Tây đã lên án vụ tấn công. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh, đây là lý do Quốc hội Mỹ cần nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung, cung cấp các hệ thống phòng không và những năng lực khác cho Ukraine. Abstention. Trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine ngày 22 tháng 3, Đại sứ Nga Nebenzia cho biết Moscow đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Với thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đã không chiến đấu bằng vũ khí của riêng mình trong một thời gian dài. Chúng tôi có thể nói rằng một mục tiêu khi Nga mở chiến dịch đặc biệt là phi quân sự hóa Ukraine đã hoàn thành. Nhà ngoại giao Nga cho biết, theo ông, Ukraine giờ đây đang dựa hoàn toàn vào nguồn cung từ NATO. Mặc dù vậy, ông cho rằng, ngay cả khi phương Tây buộc phải cung cấp thiết bị đắt tiền nhất ra mặt trận, các lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục phá hủy HIMARS, Abram và Leopard. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Sau hơn 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt nguồn nhân lực quân sự giữa lúc nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại. Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ sớm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga và giành lại vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Trong khi Moscow nhiều lần nêu rõ, họ vẫn để ngỏ đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 vùng mới sáp nhập vào năm 2022, bao gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Trong bài phát biểu ngày 22 tháng 3, ông Nebenzia cáo buộc phương Tây đã cản trở tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và mong muốn Moscow phải chịu thất bại chiến lược. Đại sứ Nga cũng nhắc về phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông bỏ ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine. Đại sứ Nga cho rằng tuyên bố trên rất đáng báo động. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine càng làm cho cuộc chiến kéo dài và gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng. Viễn cảnh cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa rõ ràng khi các bên quá khác biệt về điều kiện tiên quyết để thương lượng. Một nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ từng tiết lộ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Johnson cũng đã phủ nhận mọi vai trò trong việc này. Vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, sau này được gọi là công thức của Zelensky. Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể tiến hành. Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây khi đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa. Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết Liên minh đã chuẩn bị cho kịch bản
một cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng với Nga. Đô đốc Power cho biết NATO đã ý thức được sự thay đổi trong tình hình an ninh năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Năm 2019, NATO bắt đầu thay đổi chiến lược phòng thủ, kế hoạch tác chiến và lực lượng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan tới an ninh của tập thể. Chúng tôi, NATO, đã sẵn sàng cho kịch bản đối đầu với Nga hay chưa? Câu trả lời là có. Nhiệm vụ của NATO là chuẩn bị. Nếu điều này xảy ra hôm nay, bạn phải chiến đấu với những gì mình có. Đó luôn là sự kết hợp giữa việc sẵn sàng cho ngày hôm nay và cải thiện cơ hội cho tương lai. Ông Rob Power cho biết, khi được hỏi về sự sẵn sàng của NATO ở sườn phía đông, nơi tồn tại những mối đe dọa tiềm tàng nhất, ông cho biết liên minh đã tăng cường sự hiện diện ở các nước vùng Baltic kể từ năm 2016, cũng như ở Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng phát. Chúng tôi hiện có 8 nhóm tác chiến như vậy. Mỗi nhóm có một tiểu đoàn và họ có thể kết hợp thành lữ đoàn nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu bổ sung, nhưng cho đến nay, nguồn lực như thế này là đủ, ông Bauer nói. Theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, tác chiến hiện đại sẽ có những chiến thuật mới, những cách đánh mới, ví dụ như tấn công mạng hoặc các cuộc tấn công vào không gian. Ông cảnh báo Nga cũng có thể sử dụng sức mạnh ở Bắc Cực, Tây Đại Tây Dương, Châu Phi, Địa Trung Hải và Biển Đen để gây thách thức cho NATO. Sẽ là không sáng suốt nếu chỉ tập trung vào sườn phía đông, bởi vì người Nga không chỉ ở đó. Họ có mặt ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao NATO tiếp tục theo dõi hành động của họ và phản ứng thích hợp nếu cần thiết, ông nhấn mạnh. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cũng tuyên bố rằng ông không lo ngại về viễn cảnh các mối đe dọa gia tăng từ Nga sau khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống. Ông cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm suy yếu nước Nga và việc bổ sung hiện đại hóa quân đội của nước này sẽ gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chúng ta có thể thấy rằng Nga có khả năng sản xuất số lượng lớn vũ khí, nhưng chất lượng của chúng giảm sút kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Họ có kế hoạch nhưng đang trong tình trạng chiến tranh nên họ sẽ cần nhiều thời gian. Điều đó là không dễ dàng đối với họ, ông cho biết. Ông Rob Power cũng bình luận về khả năng triển khai quân sự của bất kỳ quốc gia NATO nào ở Ukraine, nhấn mạnh rằng những quyết định như vậy ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả đồng minh và do đó cần có sự tham vấn giữa các nước. Ngoài ra, ông Rob Power cũng cảnh báo các bên không nên bi quan quá mức về khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến của Ukraine và kêu gọi thế giới hỗ trợ thêm cho Kiev. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 3, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết Ukraine đang cân nhắc về việc rút quân ra khỏi một số khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga. Phó Thư ký báo chí cho rằng Ukraine đang phải đối mặt với nhiều quyết định tương tự trong bối cảnh Mỹ không thể cung cấp thêm cho nước này nguồn viện trợ cần thiết cho đến khi Quốc hội thông qua các đề xuất hỗ trợ quân sự. Tình trạng không chắc chắn về cam kết viện trợ của Mỹ với Ukraine đã khiến các đồng minh ở châu Âu phải cố gắng lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đạn dược của lục địa già cũng đang vật lộn với khó khăn và chưa thể bắt kịp nhu cầu về vũ khí của Ukraine. Đầu tháng 2, Tổng tư lệnh mới của các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết quân đội nước này đã chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ. Lầu Năm Góc cho biết quân đội Ukraine sẽ phải quyết định xem liệu họ có thể giữ những thị trấn nào cho đến khi Kiev nhận được viện trợ mới từ Mỹ. Lầu Năm Góc cũng tỏ ra quan ngại về những đột phá của quân đội Nga ở Ukraine trong thời gian gần đây khi đẩy lùi lực lượng của Kiev ở nhiều khu vực. Ukraine đã phải rút quân ra khỏi một số khu vực, trong đó có thành trì Avdiivka ở gần Donetsk. Kể từ thời điểm đó, Ukraine đã gặp rất nhiều khó khăn để tránh bị vây hãm trong bối cảnh lực lượng Nga tiến công từ nhiều hướng. Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ phía Nga, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, quân đội Ukraine đã mất hơn 71.000 binh sĩ và hơn 11.000 đơn vị vũ khí khác nhau. Nước này cũng đã mất 4 xe tăng M1 Abram, 5 xe tăng Leopard, 6 hệ thống pháo phản lực HIMARS và 5 tổ hợp phòng không Patriot. Phương Tây đang đối diện với nguy cơ thất bại ở Ukraine khi các chính sách của họ đối với cuộc xung đột này bị chệch hướng. Cách tiếp cận của châu Âu ngày càng phản ánh không đúng thực tế trên thực địa. Các nỗ lực của họ để trừng phạt Nga và thúc đẩy ý tưởng gửi quân tới Ukraine đều tỏ ra phản tác dụng. Một ví dụ điển hình cho điều này là Đức.
quốc gia này có thái độ nhiệt tình ủng hộ Ukraine đối đầu Nga. Khi nói về Tổng thống Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thậm chí còn không nhắc đến chức danh Tổng thống Nga nữa, mà chỉ gọi cụt lùn là Putin. Thế nhưng, Đức sẽ không dám gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine nữa, bởi vì Nga đã nắm rõ kế hoạch này qua việc chặn thu đoạn nói chuyện mật giữa giới lãnh đạo Đức. Phía Nga đã nói với Thủ tướng Đức rằng họ sẽ trả đũa nếu ông gửi tên lửa Taurus cho Ukraine. Tên lửa Taurus là loại vũ khí có khả năng bắn tới thủ đô Moscow từ lãnh thổ Ukraine. Phản ứng của Thủ tướng Đức không khác nhiều với các lãnh đạo khác ở các nước EU, trừ Hungary, cũng như thể chế bao trùm của liên minh này. Tất cả họ đều hiểu rằng Nga đang từng bước giành thắng lợi ở Ukraine, còn Ukraine thì đang thất bại, từng chút một. Chính vì vậy, Tổng thống Pháp Macron đang rất nỗ lực xây dựng một liên minh đưa quân NATO tới Ukraine. Tuy nhiên, những người đồng cấp của ông trong EU chỉ lắng nghe chứ không hưởng ứng, điều này là dễ hiểu. Từ góc độ chiến dịch, không dễ để đưa quân NATO tới Ukraine ngoài những thành phần được cho là đã có mặt tại đó. Mặc dù NATO được cho là mới chỉ đưa một số quân của mình tới miền Tây Ukraine, nơi hiện không có chiến sự, khối này vẫn thừa hiểu rằng nếu binh sĩ NATO sang miền Đông Ukraine, quân đội Nga sẽ sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay để tiêu diệt họ. Châu Âu, ngoài Nga, cũng thiếu thốn hệ thống phòng không. Nếu họ chuyển thêm các hệ thống đó sang Ukraine để bảo vệ binh sĩ của mình, họ sẽ rơi vào thế không được bảo vệ ngay tại quê nhà. Trên thực tế, phương Tây đã cạn kiệt hệ thống phòng không tới mức độ chưa từng có tiền lệ do viện trợ quá nhiều cho Ukraine trong thời gian qua. Hầu hết các quân đội ở châu Âu đều thiếu nhân lực và thiếu ngân sách. Lục quân châu Âu nhỏ bé và thiếu kinh nghiệm tác chiến. Chiến đấu ở Afghanistan, Iraq hay vùng Sahel không giống như chiến đấu với quân đội Nga hiện đại, được trang bị tốt và giàu kinh nghiệm tác chiến quy mô lớn. Đáng lưu ý, tất cả các kế hoạch của phương Tây nhằm đánh bại Nga cho đến nay đều phá sản. Khi Ukraine ồ ạt sử dụng vũ khí của phương Tây, lại nhận được thông tin dồi dào cũng do phương Tây cung cấp, cùng hàng nghìn UAV và rất nhiều đạn dược mà vẫn thất bại khi phản công, thì tương lai của họ tất yếu trở nên u ám. Một báo cáo của Lầu Năm Góc bị dò dỉ cho thấy tỷ lệ thương vong giữa quân Ukraine và quân Nga là 7-1 hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không được suôn sẻ lắm và mắc nhiều sai lầm chiến thuật trong giai đoạn đầu. Nhưng sau đó, quân đội Nga đã có nhiều điều chỉnh và trưởng thành trên các mặt trận, bao gồm cả năng lực chỉ huy. Không những vậy, ngành công nghiệp Nga đang sản xuất thêm nhiều vũ khí mới với chất lượng tốt hơn và đang vượt xa phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Dù châu Âu và Mỹ đang tích cực nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất quốc phòng, họ vẫn phải mất nhiều năm nữa để sản xuất đủ vũ khí thay thế những vũ khí của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Ngày nay, phần còn lại của châu Âu đang tỏ ra e ngại khi Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine. Trước nỗi sợ trên, châu Âu đang phản ứng lại, nhưng có vẻ là theo một cách bất hợp lý. Thay vì tìm cách ngăn chặn một thảm họa ở Ukraine, họ lại đang đẩy mạnh nỗ lực trừng phạt Nga, gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này và sẵn sàng chiếm hữu trực tiếp các tài sản Nga bị đóng băng rồi trao lại cho Kiev. Dường như Liên minh châu Âu chưa tính nhiều đến suy nghĩ và phản ứng của Moscow trước các động thái đó. Xét một cách khách quan, châu Âu không có nhiều thứ có thể làm được để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Vấn đề lớn của Ukraine là thiếu nhân lực. Qua thực chiến, tinh thần quân đội Ukraine cũng xuống thấp. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện phải trông chờ vào các chiến thuật không mang lại nhiều hy vọng, chỉ gây thêm thương vong cho họ, như khi cố gắng tấn công Krynki hay cố thủ tại Avdiivka. Đợt tấn công gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga quanh Belgorod cũng giống như các đòn đánh tự sát với thương vong lớn cho bên tấn công.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông không chấp nhận một nền hòa bình ở Ukraine do ông Putin quy định. Nhưng như thế, cũng gần tương đương nói rằng ông Scholz sẽ không để cho ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, căn cứ trên cục diện thực tế hiện nay, có khả năng xung đột Ukraine sẽ kết thúc khi quân đội Ukraine quyết định rằng mình không thể tiếp tục chiến đấu. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.